Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại với kênh Game Mobile. Trận tâm ma hôm nay thì mình báo danh cá nhân và mình đã được ghép team với hai thành viên tại server Trung Quốc. Và trận tâm ma này rất là bất ngờ khi hai thành viên của chúng ta đi cá nhân và không treo ạc các bạn ạ. Thì một điều bất ngờ nữa đó là hai thành viên này tài rất là to. Và sẽ còn nhiều điều bất ngờ phía sau trong cái trận tâm ma này, thì các bạn hãy cùng mình xem hết trận tâm ma sau nha. Ok, bây giờ mình sẽ để những cái mic của mình, những cái câu nói nhảm của mình khi mình đánh tâm ma cho các bạn nghe. Ok, bây giờ mời các bạn xem hết trận tâm ma. Cầm mặt á, cầm mặt chọn á, chọn Thúy Yên, chọn Thiên Vương, ghê chưa? Bảo kích, bảo kích nè An. Auto gì vô đập cái team kia cũng cầm mặt mà bị team kia bị quấn sắp mặt, có tiêu dao, có đồng thị với cái phái gì quên này. Lo nói chuyện với cái con bé mình bảo hiểm nhân thọ không để ý luôn. Hồi nãy mình BK mình bị chết chứ mình chửi con đó đen đầu luôn lá. Là mình phân tâm. Ai, sắp có áo tượng rồi các mem ơi, có định đi ăn áo tượng không? Này Thiên Vương đã di chuyển rồi nè, theo bạn Thiên Vương đi. Bum bum, có người ra đi và mình cũng xém nữa là tí lên đường, phần còn lại giao cho mấy bạn á. Tìm nó tìm treo cái rương không mở là biết rồi, ngoài máu cái đã, xin một cục máu. Yeah, cầu gì ước nấy luôn, ghê thật. Ảo tượng ngay dưới luôn kìa, về đi ăn rương cái mấy má ơi. Bảo kích nữa nè, ăn đi ăn đi. Hey, bảo kích nè, có vẻ như nó hiểu ý nhai đó. Không, đâu có lên mid đâu, mình đứng ngay cục bảo kích mình chạy ngoan 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 ngoan. Đấy, bên này có tim treo nè, ôi tim treo mà treo không đánh luôn, ngon lành cành đào thơm. Mở mẫu tượng, còn cái rương kìa, ai mở đi tôi mẫu tượng cho. Nói như thiệt luôn, mặc dù không có lên mít. Rồi ngồi học cái rương. Ăn được cao tượng luôn, khu 4 chưa ai mở luôn, tìm treo nhiều đấy. Vai, bị nổ. Đấy, mình đang xin nhan mà không biết ai hưởng ứng với mình không. Đó, 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 đó. Được, 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 được. Yeah, clear. Tiếp tục ăn cái ảo tượng này. Rương trên kìa, Thúy Yên ơi, lên trương rương trên đi, tôi mở ảo tượng cho. Ê, đừng trúng. À, nó cày. Ngon lành. Ngon lành, được cục hồi máu luôn. À, tìm tầm mà câm điếc. Lại nổ. Đen vãi thì chứ. Nào đây. Quá dữ luôn mấy bạn ơi. Xuống luôn à, liều vậy. Ôi, ghê thật. 21 giây sao ăn kịp. Chắc chắn là mình sẽ không ăn kịp rồi. Không kịp, bỏ, đi thương nhân. Để con tìm treo nè. Một bí kíp, hai bí kíp, thế là full bí kíp. Thơm luôn.
sáu có Thúy Yên, cái là gì, cái bang à? À, Thúy Yên cái bang với Đường Môn chiều. Số 1 con tìm chiều nữa nè. À không, Thiếu Lâm nó treo Tiêu Dao với Võ Đang nó không treo. Gì? Đỉ thích. Thơm đấy, thơm đấy, Nãy thơm em đấy. lụm cái rồi. Ôi, đầu mắt của mình anh lụm à. Mình sẽ xi nhan cho các bạn của mình về khu 6 Mình nhé. mới có luôn. Bữa trước nó bị khóa, nó mở khóa rồi, mà anh mở là dư 50 rồi. Kìa đủ mắt. Cẩn thận nào, nó có con cái bàn đó. Kéo nha, làm sao làm đủ mắt. Lã tim rồi. 2, 1, bắt đầu. Ủa, chưa nổ được nữa à, bị lắc à. Xong, hay quá. Thương nhân 8 với 2. Máu nè, máu nè, máu nè. Hey, hey, máu nè, Thiên Vương. Hey. Thiên Vương ơi, cục máu ở dưới này nè. Mở mic lên, la lên. Come here. À, chết xong cái nó lại ăn chưa ta? Ok, lên luôn. Chỗ này có Tiêu Dao nha. Đây. Rồi, clear luôn, còn con cung luôn. À, cung luôn mà Thúy Yên nó lao vô như vị thần. Mới kiếp lại hả má, quýnh tung nóc con lôn luôn. Có muốn lên thương nhân model không? Đợi họ chiêu cái bạn rồi 6 giây nữa, 6 giây nữa. Họ tiến máu đi. Ok, mình họ chiêu rồi đó. Có muốn đi là đi nè, lên 2 model nè. Mấy bạn hiểu ý thế rồi. Tìm đẹp quá. Ok, mua đồ. Tăng ngựa, tăng bí kíp. Ai nhanh tay. Nhà cầm mình giáo. À, cuốn nào trời. Cuốn này quá. Nói chung có hai quyển tăng bí kíp, mình mua một quyển mình chừa lại cho đồng đội mình. À, không quá tham, mua thêm cái cục mà thật đi. Ok, qua bạn. Bài hết. Có Đúng. lẽ lên về đi tâm ai cha. Hên quá, đúng cuốn hồi máu rồi. À, Thiên Vương bây giờ Thiên Vương đã chỉ huy trận đấu. Trời ơi đủ Ơi, quá. hụt rồi. Chưa, ê, năm độc nó không treo, năm độc không treo, chết năm độc đi. Mày hả bưởi. Quân 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 quân. Đây đây đây, năm độc, năm độc. À, năm độc nó chạy về xuống 6 rồi. Thấy đồng đội của mình đang bên 15 đang bị ăn hành. Ê, ê, chờ tới với các bạn. À, ảo tưởng ra luôn. Tìm đi hay quá đó ơi. Mặc dù bản đồ tâm ma treo nhiều. Anh Thiên Vương anh ăn được cái quần thể và anh chạy khí thế luôn rồi. Cái đường này còn 6 đội mà team này tỷ lệ win cao, tại vì đủ ba, với lại nó biết, nó hiểu ý nữa, nó đánh nó kiểu dân biết đi á,
Ui, Thúy Yên nó chạy qua tới khu 2 luôn, ghê vậy. À, nó qua nó mở rưa, mở ảo tưởng bên đó. Thúy Yên nó về 3 rồi. Mở đi nhé, tôi sẽ chạy về bên này, tôi sẽ kiếm cho. Nhá, bên này trống luôn. 9 MT nhé. Rồi, còn tim treo không? Thắng. Ơi, bay 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 bay. Chạy à? Ai cho bạn cái quyền chạy vậy? Rồi chết. Quá. Cái gì đây? Kháng. Ảo tưởng mở ba cái ảo tưởng không thèm mở rương đi quánh người chơi vậy đó. Tìm sang không? Cái này cũng ngon quá Tài nguyên quá trời. Đầy rẫy luôn. Mấy cái ảo tưởng khu 4 thì nó mở hết rương chưa ta? Xong cũng thương Thiên Vương đang hồi máu. À, số thương nhân mua đồ mấy bạn ơi. Ê! À, mình mua. Quỷ thiên diệt địa. Chiêu búp. Giờ chắc còn mấy đội nằm ngoài rìa rìa không? Chắc ngoài đây có. Chống luôn. Tấn công hên quá, ăn được cái cuối. Về lại thương nhân chắc sẽ lên được quả thánh đấy, cái quên chí tôn quá trời đồ hết đi, còn gì ở đâu liên tiếp lấy công kích lên. Ý mấy ở kia đâu có treo ta mà sao tụi nó núp hay thật chứ. Còn Thúy Yên năm độc với con Minh Giáo nè, Minh Giáo Ý Thiên Việt Nam à, yes. Vậy là chắc Việt Nam luôn rồi. Nhìn mà nó lên mít cây rồi. Rồi. Dòng sao đi quét thôi. Thằng bên này Thiên Vương mình chưa lên. Server máy ơi. Đó, để lá trả lời lên mic đó, lá trả lời cho 251 251 nha. Ủa má lắc mic hả? Không có gì. 251 251 nha. Tưởng con gái là để cái đôi mắt lâm le bị đét lên. Cái con đông độc ở dưới khu 7 liều mạng vãi. Rồi chết năm độc luôn, một hit một. Anh kia anh còn bận chát rồi. Gái à. Ấy chưa biết lắm mà sẽ để đôi mắt lâm ly bi đát lên mà. Ôi còn thêm đội nữa đi kiếm thôi. Mai kết thúc sớm. Hai rừng thì mở luôn. À, còn một team bên này. Từ nó khu 3 nè. Từ nó khu 3 nè. À, Thiên Vương qua rồi, Thiên Vương. Khu 2 nè, khu 2 đông lắm nè. Thì nó mới chạy, nó mới chạy. Thiên Vương, Minh Giáo. À, team này còn đủ bạc luôn. Minh Giáo chết chưa ta? Ơi, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Thúy Yên của nó trong kìa. Ôi, 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 ôi
Nó chạy qua bên này rồi, chạy bên này rồi. Ủa đập đâu vậy? Đập sản. Bãi thanh niên. Đây đây. Ủa, mới thấy đây mà. Bên không cần đi đem đấy. Một con còn thiên vương nữa, còn thiên vương nữa. Ê minh giáo nó vẫn còn ta, hay vậy, thiên vương không thể nào chạy khỏi mình rồi. Một con còn minh giáo, còn minh giáo nha, hồi còn nào minh giáo nha. Đây 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 đây, đâu 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 đâu. Chạy đâu ta? Mình cuốn đi. Đây 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 đây. Kìa. Thấy rồi nhưng mà bị đứng. Chết rồi. 11 mang 7 9 quá ghê. Nó tìm ra nhát rồi ta.